phim Việt ghi dấu ấn, thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ Nhà bà nữ, Lật mặt 6. Chưa hết tháng 5, năm 2023 đã là một năm thịnh của điện ảnh Việt khi có 10 phim ra rạp, một nửa có doanh thu cao, tổng cộng đạt hơn 1.096 tỷ đồng nhờ một loạt bom tấn phim mới như Lật mặt 6, Nhà bà nữ. Cụ thể, ra mắt trong vòng hơn 5 tháng đầu năm 2023, điện ảnh Việt có Nhà bà nữ, Lật mặt 6, Con nhóc mất chồng, Siêu lừa gặp siêu lầy, Chị chị em hai là các phim ăn khách. Tuy nhiên, cũng có những phim thất thu như Khi ta 25, Biệt đội rất ổn hay doanh thu tạm tạm như Vòng nhì. Phim tài liệu xuất sắc Những đứa trẻ trong xương và Tri âm The Movie, Người giữ thời gian khá được đón nhận. Theo Box Office Việt Nam, tính đến hôm nay, Lật mặt 6 tấm vé định mệnh thu về 254 tỷ đồng, phim khó vượt doanh thu của Nhà bà nữ, phim chốt số phòng vé hồi tháng 4 với 475 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số của Lật mặt 6 đã là rất cao vào top 3 phòng vé Việt từ trước đến nay. Ngoài hai phim này, từ đầu năm đến nay, điện ảnh Việt có Chị chị em hai và Siêu lừa gặp siêu lầy đều thu 121 tỷ đồng. Ra rạp cùng ngày với Lật mặt 6, Con nhóc mất chồng hơi lép vế ở phòng vé nhưng vẫn thu 73 tỷ đồng, một con số không tệ. Trong khi đó, phim không thắng lớn có Vòng nhì thu 24,8 tỷ đồng, các phim thất thu có Khi ta 25 3 tỷ đồng và Biệt đội rất ổn 10 tỷ đồng. Còn phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương thu 2,3 tỷ đồng được coi là cao so với thể loại vốn không được hướng đến khán giả đại chúng. Một trường hợp đặc biệt là phim tài liệu âm nhạc Tri âm The Movie, Người giữ thời gian của ca sĩ Mỹ Tâm thu 12,3 tỷ đồng. Đây là phim tài liệu âm nhạc có doanh thu cao nhất Việt Nam. Tính tổng 10 phim này, điện ảnh Việt nửa đầu năm 2023 đã thu hơn 1.096 tỷ đồng. Con số này cao hơn cùng kỳ các năm trước, thường vào khoảng vài trăm tỷ đồng. Một lý do quan trọng là năm nay có nhiều phim ăn khách một cách đồng đều, cùng đạt trên trăm tỷ, chứ không chỉ lác đác một hai phim. Bên cạnh tín hiệu đáng mừng của phòng vé, có một xu hướng nổi bật, doanh thu của phần lớn thị trường dồn vào các tên tuổi lớn của điện ảnh thương mại Việt Nam. Cụ thể, đó là Trấn Thành, Lý Hải, Vũ Ngọc Đãng, Võ Thanh Hòa, Thu Trang, Thái Hòa. Đây đều là những nhà làm phim, diễn viên có nhiều phim ăn khách trong quá khứ. Họ đã xây dựng được thương hiệu trong lòng khán giả đại chúng, trở thành lựa chọn an toàn của khán giả. Điều này không phải là tiêu cực, vì mỗi nền điện ảnh thương mại đều cần có những cái tên mũi nhọn, trụ cột để làm thương hiệu trong lòng khán giả. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đồng nghĩa với việc các nhà làm phim có tên tuổi nhỏ hơn sẽ ngày càng khó thuyết phục khán giả bỏ tiền mua vé. Bởi trong cùng một thời điểm, khán giả chỉ chọn bỏ tiền cho một, hai phim ăn khách nhất thị trường. Việt Lật mặt 6 bỏ rất xa các phim khác trên bảng xếp hạng trong một tháng qua là minh chứng rõ ràng.